Hôm nay mình làm món gà ta tha vườn hai món nha mấy bạn. Hôm nay khách ăn gì vậy? Khách đặt gà hai món, rồi mình sẽ làm gà rồi chế biến cho mấy bạn coi luôn nha. Này mình bắt nước để nhỏ lông gà. Mấy bạn nhớ nha, cái mình đừng để cho nước sôi. Nước mà bắt đầu sủi tăm là mình nhúng con gà được rồi. Nhỏ lông thì nó không có tuột da. Nếu mấy bạn mà để sôi quá mấy bạn nhúng nó sẽ tuột da gà. Còn nếu lỡ mấy bạn nấu nước sôi rồi thì gì nè, mấy con gà mấy bạn nhúng nước xối sơ nước lạnh hay nhúng nước lạnh á cho nó ướt cái lông. Rồi sau đó mình nhúng vô nước sôi cũng được. Cái cách đó cũng được. Mình để cho đừng có tuột lông gà. Rồi sẵn đây mình nói luôn, mình rất cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ cho kênh của mình. Bạn nào mà mấy bạn mà thích kênh mình á thì vui lòng nhắn đăng ký tiếng Việt hoặc là nhấn chữ subscribe ở phía dưới á, màu đỏ phía dưới á, để ủng hộ mình nha. Rồi cảm ơn các bạn nhiều. Chờ nước sôi nhổ lông gà mình lọc cuối sáng mình ăn. Bí quyết gì đâu, mình chia sẻ cái cách nấu ăn của nhà mình thôi, chứ còn mình không có dám qua mặt chuyên gia đâu nha. Bạn nào chuyên gia thì bỏ qua cho. Sẵn tiện sẵn cho mấy bạn coi con vạc nó cỡ nào. Vạc thịt nó cũng nhiều lắm đó, cũng hơn cả ký thịt á, con vạc trống nè, cả ký thịt á. Vạc là như nè, là mấy bạn chặt nhỏ ra thôi, đừng chặt cục to quá, chặt bỏ mấy cái khớp đi, tại nó dai là ngay mấy cái khớp á. Mấy bạn chặt nhỏ ra rồi ru ti cũng ngon, nướng cũng ngon lắm, nướng muối ớt. Nướng muối ớt hay sa tế cũng ngon, hay là như nãy mình nói hầm sả đó, ăn bún rồi với mồng tơi rồi đó. Mấy này thuộc dạng hàng hiếm nha, dạ cũng khó bắt tại nó buổi tối nó thấy đường mà. Mình cắt mớp nha các bạn, cắt mớp vô xào với lòng gà. Ở đây thì thường khách ăn mớp xào lòng gà, cái lòng mà con gà mần cho khách á, xào lòng với mớp hoặc là xào với ngó sen cũng ngó sen cái ao sen trước nhà đó, thì mấy đồ này đồ tươi hết rồi. Mớp thì sáng cũng hái đến trên trường trái lại để quay phim cho mấy bạn coi chứ nhiều lắm, dòng mớp thì cũng hái 2 ngày hái cũng được 6 7 trái á. Xuống coi. Đó, nó mớp với bầu nó mọc lên trồng dưới đất nhưng mà có trái trên nóc nhà hết rồi. Trái bò lên nóc nhà. Mớp hái vô mình bào sơ cái vỏ ngoài. Còn gà luộc chín rồi vớt ra thôi các bạn. Bộ lòng cũng đông đây nè. Lấy lòng ra xào. Ra xào mớp. Còn gà thì cháo gỏi. Hai món như vậy. Lòng xào. Gà thì xé ra cháo với gỏi. Gỏi nó sen. Rồi mớp mình cắt miếng dài dài gì cho dễ gấp nữa bạn. Rồi phi tỏi cho cái lòng lòng nãy mình luộc luôn rồi các bạn, lòng gà rồi cho mớp vô thôi, tạo chút xíu rồi cho hành vô. Ai thích ăn tổ nguyên củ á bạn, để nguyên tép á mấy bạn bỏ vài tép vô. Rồi cho chút xíu bột nêm, chút xíu dầu hào, rồi chút xíu bột ngọt, ít thôi, bột ngọt nó thôi, đừng bỏ nhiều nữa. Đứng đây là nghe mùi thơm lừng rồi các bạn. Chảo sơ là rồi, mớp chín rồi các bạn, múc ra.
Rồi mình rắc miếng tiêu lên. Đó. Cái món này đơn giản, từ mình sẽ làm cho khách trước để trong thời gian chờ cái phần món còn lại. Ở đây mình có gà hai món, gà ba món, thì lúc nào cái lòng cũng ra trước, lòng xong rồi hoàn thành rồi. Mình cắt ít ớt bỏ vô chén nhỏ với chút xíu nước tương, đem ra phục vụ khách như đó. Còn cháo này là mình lấy cái nước luộc con gà mấy bạn, mình nấu đó, cho nấu cho chén nhừ rồi nêm chút nước mắm với chút bột nêm, bỏ nước ít hành tím, rồi cho ít hành, đậu hành, khoảng ít tiêu. Gà này hai món là lòng xào, còn thịt thì xé bóp gỏi, sen cắt khúc nữa bạn, rồi chẻ ra mấy cọng nhỏ thì để nguyên, ví dụ mấy cọng lớn này mình chẻ làm đôi làm ba tùy cái cọng sen, ít cà rốt. Cái này mấy chị đã ngâm với nước với đá cho nó giòn các bạn. Khi mình chẻ sen hay cà rốt là mình bỏ đá mình vớt ra. Này chỉ cho nước tắc, tắc tại ở nhà mình nặng sẵn á. Nước tắc nè. Còn cái nước mắm này để bóp gỏi nè mấy bạn. Nước mắm này nấu sẵn là hai chén nước mắm, một chén đường nha. Đó là mình nấu lên nó sôi là mình tắt lửa. Đó để mình trộn làm gỏi á, tại mình phải làm sẵn cho lẹ đó mà. Nhớ hai chén nước mắm, một chén đường. Chị Loan đang xé gà ra. Tùy khách thôi, có khách thì người ta thích chặt miếng ra, có khách thì xé rồi trộn chung gỏi, có khách thì cái chặt miếng đó, thường người ta làm kêu làm cái dĩa gỏi riêng mấy bạn. Tùy. Dạ. Cái mình bớt gà này còn muối ớt. Dạ, muối ớt hả? Dạ. Chị Loan nói chút chị bớt gà bằng muối ớt. Rau răm muối ớt sẽ phai gà cổ. Đây muối ớt răm sẵn. Thì chị rắc nó ít lên để chị bóp chung với gà cho nó đậm đà. Rồi bỏ rau răm vô. Rồi mình xin nhắc lại là nhà mình làm hay cái kiểu mình làm ăn sao mình làm cho khách vậy thôi các bạn. Chứ mình gia đình mình không phải chuyên gia đâu. Không phải vô đầu bếp rồi nha. Mấy chuyên gia hay mấy vô đầu bếp thì đừng ném đá tội nghiệp. Cái này tùy khẩu vị mỗi người nha. Đây chị cho nước mắm nấu từ nãy mình nói. Thì mình nhiều tắc hay ít tắc, nhiều nước mắm nấu đường hay ít, tùy thôi, khẩu vị mỗi người, mình điều chỉnh sao ngon. Rồi rau răm bỏ vô. Rồi chị Loan đã sắp gỏi phía dưới rồi, gà phía trên. Rồi sau khi sắp xong mình bỏ thêm hành phi đậu phộng vô là đem ra phục vụ khách được rồi. Nhìn ngon lắm, thèm lắm nhưng mà không có ăn không dám. Nè, ké đại miếng nha, ké chút xíu của khách. Chị Loan cười kìa, tham nhũng. Rồi mình thử rồi, không thấy nó không có độc nha mấy bạn. Đảm bảo ăn được. Nhìn đá đứng ghê nói cười.
Nam thử không Nam? Dạ không. Để có chết chết chung. Anh bị đậu vọng. Rồi dưới nãy cái này là cháo. Giá muỗng này em lấy hả? Dạ, lấy hết rồi. Rồi rồi rồi, giờ đem ra phục vụ khách thôi nè. Nước mắm. Đừng nữa. Gà. Rồi mấy bạn, đó thấy không? Này mình chấm muối tiêu. Ấy, mình chấm muối ớt đâm cũng được, nhưng mà cái này là muối ớt rang, ở nhà mình rang cho khách luôn, rang cái kiểu riêng á. Thì bữa nào mình chỉ rang cũng dễ, đơn giản cái gì đó. Nước mắm chua ngọt để chấm gỏi rồi ra luôn. Khách trời đó kêu gà. Rồi cảm ơn các bạn xem clip nha. Xin chào các bạn.